Chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với series Luân Giải Thích. Trong video ngày hôm nay, mình muốn giải thích với các bạn vì sao những ngôi SoC hiện đại đều có những cái bộ xử lý AI nằm bên trong nó. Từ đồ của MediaTek cho tới Qualcomm, cho tới Apple, cho tới Samsung, cho tới Huawei, tất cả đều sử dụng bộ xử lý AI riêng nằm trong cái SoC di động của mình. Vì sao lại như vậy và nó giúp thực tế cho cái trải nghiệm của chúng ta như thế nào? Mời các bạn xem video này ha. Để làm đề cho cái giải thích này thì chúng ta xem thử là một cái điện thoại di động hiện nay người ta đi mua thì người ta kỳ vọng cái gì? Người ta kỳ vọng chụp hình đẹp, người ta kỳ vọng pin lâu, người ta kỳ vọng máy nó chạy ổn tất cả những cái phần mềm về social, về office, rồi thậm chí chơi được game, rồi thiết kế đẹp. Đó, quyết định mua hàng về di động hiện nay chỉ cần xoay quanh những cái thứ đó thôi, rất là cơ bản. Có thể với anh em công nghệ thì anh em còn xem thêm màn hình 120Hz rồi rất là nhiều những thứ khác. Nhưng mà người dùng cơ bản, người dùng phổ thông người ta đi mua thì người ta chỉ quan tâm như đó thôi. Và trong những cái điểm mình vừa nói, cái yếu tố mà theo mình là quan trọng nhất để giúp cái smartphone này ngon smartphone kia, smartphone này xịn hơn smartphone kia là cái vụ chụp hình và quay phim. Bởi vì hiện nay á, phần mềm nó đã đạt tới một cái mức độ ổn định nhất định rồi. Đặc biệt là trong thế giới Android thì rất là nhiều những cái máy khác nhau nó sẽ giống nhau, trải nghiệm nó sẽ tương tự như nhau. Thì nhà sản xuất bây giờ sử dụng cái gì? Sử dụng thiết kế và sử dụng cái khả năng chụp hình của mình để mà quảng cáo tới người dùng, để mà giúp cho người dùng biết được là tôi tốt hơn so với các đối thủ như thế nào. Vậy thì nó liên quan gì tới con chip? Tua ngược thời gian một chút xíu, khi nói về việc chụp ảnh, ngày xưa nếu mà muốn có một cái ảnh đẹp thì chúng ta thường nghĩ là chỉ cần cảm biến xịn lên, ống kính xịn hơn, những cái thấu kính bên trong thiệt là xịn, ví như Nokia với Zeiss chẳng hạn, kiểu như vậy. Thì như đó là đúng, nhưng mà chưa đủ các bạn. Những cái phần cứng về camera mà chúng ta hay nói với nhau, ví như là sensor về ống kính, thì nó chỉ mới giúp được cho cái khâu ghi nhận ánh sáng vào, tức là ghi nhận dữ liệu vào. Còn bạn phải chuyển cái dữ liệu đó thành cái file hình, thì đó là chuyện của phần mềm. Và để làm cái việc này, nó sẽ phải qua rất nhiều bước khác nhau. Ví dụ như là tổng hợp hình ảnh lại, demoisage, rồi kết hợp ảnh, nén ảnh, kết xuất ảnh thành file JPEG chẳng hạn. Thì nguyên một cái khâu đó người ta gọi là Image Processing Pipeline, là luồng xử lý hình ảnh đó. Và nó cần rất nhiều thuật toán khác nhau. Và cái này cũng chẳng phải mới xuất hiện đâu. Ngay từ những ngày đầu của nhiếp ảnh số là người ta đã phải sử dụng những cái thuật toán như vậy rồi. Chỉ là càng lúc người ta càng xử lý nhiều bước hơn và những cái thứ đó nó phức tạp hơn, đòi hỏi sức mạnh tính toán phải lớn hơn. Vậy tại sao người ta không dùng CPU và GPU đi? Cũng là những cái thứ dùng để tính toán mà, đúng các bạn. Nhưng mà CPU và GPU, bộ xử lý đồ họa, tụi nó được thiết kế ra là để biết rộng, để đa tài. Nhưng mà để biết sâu về một cái lĩnh vực cụ thể thì CPU và GPU làm không tốt. Cho nên người ta mới sản xuất ra thêm những cái bộ, ví dụ như là bộ xử lý hình ảnh nè. Rồi sau này khi mà những cái thuật toán machine learning càng lúc càng được áp dụng nhiều hơn trong lĩnh vực về xử lý ảnh, computer vision, thì người ta lại sinh ra thêm cái bộ xử lý AI. Việc có xuất hiện những cái bộ xử lý AI nằm trong những cái SoC bình thường giúp rất nhiều cho CPU và GPU. Nó chia tải ra, CPU và GPU cứ làm cái việc của mình, còn những cái việc liên quan tới AI đẩy qua cho nhân AI nó xử lý. Thì như vậy bạn sẽ có cái kết quả nhanh hơn, thời gian xử lý ngắn hơn, và quan trọng là ít hao pin hơn, ít hao điện hơn so với lại cùng cái tác vụ đó mà bạn giao cho CPU và GPU xử lý. Trước cái thời mà bộ xử lý AI xuất hiện phổ biến trong SoC di động á, thì thật ra các hãng như là Google nè, Intel nè, Apple nè, Nvidia nè, người ta đã có những cái giải pháp để đưa bộ xử lý đặc thù vào trong những cái hệ thống máy tính. Và nhưng mà nó chủ yếu dành cho server, nó chủ yếu dành cho workstation, là các cái máy trạm mà thôi. Những cái bộ xử lý như là Intel Xeon Phi hay là TPU của Google, hoặc là những cái bộ GPU chuyên nghiệp rất là khủng của Nvidia, thì tụi nó tiêu hao khá là nhiều điện, đâu thể nào đem nguyên cái đó gắn vào cái điện thoại được, kích thước tụi nó cũng to mà. Nhờ cái sự tiến bộ của sản xuất bán dẫn mà càng lúc người ta có thể càng thu nhỏ bóng bán dẫn, mà người ta sẽ tích hợp nhiều thứ hơn vào trong một con chip điện thoại, và AI processor cũng đi theo cái đường đấy. Quay trở lại với thực tế thì hiện nay mọi con chip mới đều sẽ có bộ xử lý AI này. Ở MediaTek có cho mình mượn, đây là cái con SoC MediaTek Dimensity 1200 của họ. Những cái thứ về cấu hình thì tí nữa mình sẽ cho các bạn biết sau, nhưng mà cái quan trọng muốn nói là nó cũng có cái bộ xử lý AI nằm bên trong. Và điểm đặc biệt là MediaTek dùng đúng cái bộ AI đó để tối ưu cho hình ảnh và video, đúng y như những gì mà nãy giờ mình nói với các bạn luôn. Và trong tất cả những cái thứ liên quan tới hình ảnh á, thì theo mình cái việc xử lý một cái tấm ảnh chụp thiếu sáng là chuyện khó nhất, và nó là một trong những điểm mà AI processor có thể giúp nhiều nhất. Cách đây khoảng chừng 5 năm đi, chụp đêm trên điện thoại vẫn khá là thậm thụt,
dù những con flagship tốt nhất như là Galaxy Note hay là iPhone thì chụp đêm á, nó vẫn bị noise khá là nhiều, màu thì hay bị bệt. Nhưng mà khoảng 3 năm trở lại đây thì các bạn thấy chuyện này nó không còn nữa. Nó rất là khác và chuyện này áp dụng kể cả với những con điện thoại tầm trung luôn. Hiện nay theo mình nghiên cứu á, thì có 3 giải pháp chính dùng để cải thiện ảnh chụp thiếu sáng. Thứ nhất là người ta sẽ chụp nhiều tấm ảnh khác nhau. Thì như vậy bạn có thêm data để bạn xử lý, và bạn có thể xử lý từng vùng một, từng chủ thể một, từng đối tượng một, sau đó ghép lại thành một tấm ảnh cuối cùng. Thứ hai là bạn tăng cái thời gian chụp ảnh lên để nó phơi sáng được lâu hơn, và sau đó dùng AI để mà khử rung. Và thứ ba là người ta tập trung vào việc cải thiện độ nét cũng như là màu sắc của những cái đối tượng nằm trong cái ảnh để cho nó ít bị noise hơn, dùng AI để khử noise và phát hiện những cái chủ thể quan trọng để tăng cái độ nét lên và giảm cái hiện tượng bệt bệt đi, hiện tượng bị mất sharpness, tức là bị mất cái độ nét đó. Cả ba giải pháp này đều cần những con AI processor khá là mạnh để nó có thể diễn ra nhanh hơn, mượt hơn, chính xác hơn. Thì phải như vậy, trải nghiệm của bạn khi mà chụp đêm nó mới không ảnh hưởng. Chứ bạn tưởng tượng nếu mà bạn đưa một cái máy lên xong rồi bạn chụp, rồi bạn phải chờ 5-10 giây để xử lý xong thì chắc là muốn khùng luôn, lúc đó giục luôn cái điện thoại, hoặc là bạn khỏi chụp luôn có khi còn khỏe hơn. Cũng vì cái lý do như vậy mà những con như là Snapdragon 888 hoặc là Dimensity 1200 của MediaTek, lúc mà họ ra mắt họ nói rất nhiều về khả năng chụp đêm. Riêng đối với lại cái Dimensity 1200 của MediaTek á, thì họ còn chú trọng về chế độ night shot rất là nhiều. Họ nói là sẽ hỗ trợ tốt cho cái việc chụp panorama night shot nè, chụp wide angle là chụp bằng cái góc rộng á, night shot, chụp chân dung night shot, quay phim night shot. Và tất cả những cái cải tiến đó sẽ được MediaTek làm việc với một nhà sản xuất di động nào đấy mà dùng cái chip của họ để tối ưu, và dần dần chúng ta sẽ tích hợp những cái thuật toán đó vào trong cái app camera mà nhà sản xuất cài sẵn cho bạn. Ngoài ra thì bộ xử lý AI nó còn giúp cho những cái tính năng tạm gọi là râu ria khác. Mình dùng chữ râu ria không có nghĩa là mình chê, mà chỉ là những cái thứ nó nhẹ nhàng hơn và nó ít phức tạp hơn thôi. Ví dụ như là nhận diện giọng nói để điều khiển Google hoặc là Siri, rồi ở trong những cái app photo hoặc là như Google Photo hoặc là photos ở trên iOS chẳng hạn, nó có thể phát hiện được hình nào có ai, chụp cảnh nó là chụp ảnh gì, nó index và nó giúp bạn tìm kiếm dễ dàng hơn. Đấy, tất cả những thứ đó đều phải có AI processor thì nó mới nhanh được, chứ nếu để CPU làm không á là đợi mất mùa luôn đó. Và thậm chí như iOS 15 á, các bạn thấy là tính năng live text, tức là nhận diện chữ trong ảnh á, nó chỉ giới hạn ở những cái máy chạy chip A12 trở về sau thôi. Tức là phải có cái bộ xử lý AI mới và đủ mạnh thì lúc đó cái tính năng đó mới hoạt động được. Mình muốn cảm ơn MediaTek đã hỗ trợ mình làm cái video này. Ngoài việc cho mình thấy là một con SoC thực tế nó nhìn ra làm sao, thì mình còn lấy được rất là nhiều những cái thông tin từ các tài liệu mà MediaTek gửi cho mình. Thì con Dimensity 1200 nó sẽ xuất hiện trên nhiều dòng smartphone từ đây cho tới năm sau. Đây là con chip được sản xuất trên dây chuyền 6 nanomet ha. Và nó có tới 3 cụm nhân lận các bạn. Cụm thứ nhất là Cortex A78, hiệu năng cao nhất 3GHz. Cụm thứ hai là 3 nhân Cortex A78 luôn, nhưng mà xung nó thấp hơn là 2.6GHz. Và cuối cùng là cụm nhân tiết kiệm điện Cortex A55, bao gồm 4 nhân, chạy ở xung 2GHz. Về việc hỗ trợ camera thì Dimensity 1200 á, nó support cảm biến lên tới 200MP hoặc là 2 cảm biến 32MP cộng 32MP, chụp ở 30 frame per second. Thì đây chỉ là cái mức thông số tối đa thôi. Ít hãng nào mà trang bị nhiều camera với cùng độ phân giải cao như vậy lắm. Họ sẽ có những cái độ phân giải cao, độ phân giải thấp hơn xen kẽ với nhau. Dimensity 1200 còn hỗ trợ công nghệ gọi là eMagic. Thì những cái tính năng nổi bật của eMagic ví dụ như là phát hiện được khoảng cách giữa chủ thể và cái nền để có thể hỗ trợ cho tính năng xóa phông nè, rồi hỗ trợ dual camera hoặc là nhiều hơn, và không thể thiếu là tính năng khử nhiễu bằng AI phát huy hiệu quả khi các bạn chụp ảnh thiếu sáng. Nó sẽ khử nhiễu ở nhiều vùng khác nhau và làm cho cái ảnh trông thực nhất có thể. Và MediaTek Dimensity 1200 cũng là SoC hỗ trợ cho kết nối 5G ha. Nó hỗ trợ cho tất cả những cái band 5G phổ biến và tất cả những tính năng hiện đại của 5G. Rồi, tóm lại, sự quan trọng của việc có được một bức ảnh đẹp, có được những cái video đẹp là lý do mà AI processor bạn thấy sẽ càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong tất cả mọi SoC xuất hiện dành cho di động. Và nó sẽ không chỉ giới hạn trên những con SoC dành cho thiết bị cao cấp, mà đến cả tầm trung, thậm chí sắp tới bình dân cũng sẽ có như vậy luôn. Rồi, vậy ha, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video này. Mình là Di Luân, và series Luân giải thích này á, là mình muốn nói với các bạn về những cái thứ nó công nghệ nhưng mà theo cái cách dễ hiểu. Hy vọng là các bạn sẽ thích nó. Và nếu các bạn thích mình làm thêm những cái video về các chủ đề nào
trong cái series Luân giải thích này, thì các bạn nhớ comment vào cái video này giúp mình. Rồi vậy ha, xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ nhấn like ủng hộ mình nha, và đừng quên subscribe để mà ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Mình sẽ ra thêm nhiều video cho các bạn xem hơn nữa. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.